cần quyết liệt, quyết tâm hơn nữa thay đổi nhận thức từ người dân đến người đứng đầu trong xây dựng nông thôn mới. Đây là chỉ đạo của đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện chỉ thị số 13 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục đẩy mạnh chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn giai đoạn 2021-2025 diễn ra chiều nay 9 tháng 8. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, thành viên Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh, lãnh đạo các sở ngành địa phương. Từ ngân sách trung ương, địa phương và xã hội hóa, 3 năm qua, Lào Cai đã dành gần 5.200 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới. Nguồn lực này tập trung cho đầu tư hạ tầng, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, giảm tỷ lệ nghèo. Đến nay, bình quân mỗi xã đạt 12,29 tiêu chí, thu nhập bình quân khu vực nông thôn năm 2023 đạt 39,82 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ giảm nghèo giảm bình quân 4,43% một năm. Toàn tỉnh có 2 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới, 63 trên 127 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, có 252 thôn đạt thôn nông thôn mới và 204 thôn kiểu mẫu. Tuy nhiên, xây dựng nông thôn mới của tỉnh vẫn gặp nhiều thách thức. Nguồn lực chưa đáp ứng yêu cầu, cơ chế chính sách về các chương trình mục tiêu quốc gia có nhiều thay đổi, một số hướng dẫn chưa ban hành kịp thời, nhất là tinh thần chung xuống tại một số địa phương. Những nguyên nhân cũng như bài học kinh nghiệm đúc rút ra trong quá trình triển khai được các đại biểu tập trung phân tích, đề xuất giải pháp tháo gỡ. Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong phân tích rõ hơn bức tranh nông thôn mới của tỉnh 3 năm qua, nêu lên những nguyên nhân chính là rào cản trong quá trình triển khai như nhận thức hạn chế, thiếu sự chủ động của cấp ủy chính quyền, tư tưởng trông chờ ỷ lại của một bộ phận nhân dân. Khẳng định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ xuyên suốt, đồng chí yêu cầu sự quyết tâm quyết liệt hơn nữa của cả hệ thống chính trị, nhất là tuyên truyền, vận động, thay đổi nhận thức của người dân. Bây giờ muốn thay đổi được nhận thức của nhân dân là phải cố gắng vươn lên, cố gắng nỗ lực lên. Thì chính chúng ta phải người đi trước, mà chính chúng ta phải gương mẫu, chính chúng ta phải quyết liệt, thì phải tăng cường cái thuyết phục vận động. Cũng là một trong những cái giải pháp, một cái công cụ, một cái phương thức lãnh đạo của Đảng là tuyên truyền thuyết phục, làm thế nào cho nhân dân hiểu thực sự là nó không có ảnh hưởng gì cả, mà nó chỉ có cái được thôi. Nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tăng cường phối hợp tập trung vào xóa nhà tạm, giải ngân vốn 3 chương trình mục tiêu quốc gia, phát động phong trào thi đua, phát huy tổng thể nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.